Thì dự cầm nói vậy cũng vậy là mà mẹ cũng không có chồng con cho em. Lúc ở của tôi cái gì là gồm năm người chứ một với họ mua đi lợi đấy. Còn nhờ cái đó đi là thành công thì cũng lồn thằng ông bồ thằng ấy rồi chạy xuống lộ mà nó lộ hồi đó là cái cơ quan hán bộ ngồi ngồi đây rồi cái lời chạy tiểu nó vô trên trên là ở trên giờ là chẳng lo đốn ra vỗ chuyện gì vợ chồng giữa lao. Thấy họ nó cũng cực cầu cho ba con quán đồ trở đây để biển tôi ở ngon mắt người trở con đi đi nhớ qua có anh em mình đi mở tù luôn buồn dữ thì còn có mình anh đó thôi đó còn mình anh được mấy đứa con cũng được ba bốn đứa nữa con thằng à con thằng xe hai đứa mẹ. Dạ. Tôi cũng mừng á là có đứa cháu nó vỗ rồi những vui chăm sóc. Ở nhà là con đứa mà con xin cũng nhiều chứ. Rồi đó là xin cho được đứa con trai mà. Không, con trai cũng đâm á. Vẫn ăn hết tờ. Mỹ ăn hết tờ còn mấy cái tờ mấy. Dạ không, nói chuyện ông anh con bóp á. Là ông cố gắng ông xin cho được con trai mà thành con gì con có một thằng trai là nản hắn cũng được đi cầu qua đi cầu mà hắn cũng mừng được cái lần cái nhà nước tôi có cháu kèm một cố rồi tôi à dạ cháu cố rồi mày có mấy người con tôi à dạ con gứa con trai thì trời bốn thèm ghế ghế cũng ghế chạy điện cầu qua thèm qua mỗi đứa là tổng cộng bảy mà bao nhiêu đứa hy sinh công đeo của tôi á mà hầu đó rồi còn cái đó bón bén quá trái kia là hết bón đi ba đứa con trai, đứa còn là một đứa con trai với lại ba đứa con gái. Một đứa con trai là vợ là nhãn. Ở chỗ này là Đông Quan chứ đâu phải xuống phường. Đông Quan, xuống phường qua chút nữa. Chỗ này Đông Quan. Đông Quan. Nhưng mà đi xuống phường đi lên. Ngày phường lên, có phường xuống lên vậy. Dạ. Tao chuẩn đoán là. Thảo nó cực quá đi mà cực Phật. Phật lo cho chồng. Phần còn bây giờ nước đủ thứ chuyện của tôi thì cái đồ tôi lên sai giải phán rồi tôi cũng cũng còn còn cái tôi thấy cái thời thời gian lên tới lại đây cái phố ở bình cái tiền mấy cái đậu đà mà biết chỉ không biết thì cũng lột thì cái đậu đà biết gì mà hồi đó mẹ có bị bác ở tù không không bị bác ở tù cũng không bị quánh được gì. Tôi rồi nó thì tôi chạy ở đây cũng có mà lăn quá đi bếp tôi là tôi có tay có tuổi bếp tôi đi một mấy thằng lên bếp nhắn gì nó đi cái chúng cái đồ đây này chạy lên đấy có hộp thuốc không giờ tôi với đặt xa nhồi trai nhồi nước cái trai nó mây cái nhìn nhãn lị lầy cái kêu với người với bò đấy nhiều bởi vì nó bán được không mấy người đấy từ chịu cho bò không bao giờ được như bò cái này là vợ cháy chứ hả vợ cháy chứ không bán được là nhất định đỡ tù quánh cháy nó biết là tôi thì thấy tử nạn đó là cái một lần tôi bảo là tôi đi xuống tôi gặp mi nam bác sạc tôi bây giờ đòi đây đi ra nhảy trò đi xong đó tôi rút cho nên lòng mũi trâu con đầu ơi hắn ở tay hắn mặn đi kiếm ông ơi tôi sợ chi là sợ kiếm được là thôi thì mới nói là không còn đi đi kiếm giải được tôi ngô là ở dưới nước mới nè ở dưới nước ngô ta hát cho nó tôi ngồi tôi chồng với ông ấy lên hả ok
Trời ơi, cái giao giúp hưởng nó, trời ơi, con yêu nó đúng tiểu cho bỏ rồi, nó lanh kê, bỏ ra. Thế bác khác câu chú với nó, rồi mấy quà nó nữa. Rồi mấy quà nó bác với tao, rồi tôi bác không được. Bác được rồi, nó bọc với nước, với đồ, nó... Hồi nãy nay là sở thanh trung này. Trung. Cái chỗ đón nhật hồi nãy là có cái đầu mà... Có đầu không? Hồi đó tưởng có đầu chứ sao mình giáo phán đầu mình vừa khóa hết tay nữa. Hồi đó cái chỗ đai chút nó cũng gần trong đó cho. Dạ. Không chỗ cũng đồ cái gò, cái chi chỗ ở đó, cái hầm đó đó. Hồi đó dạ, Câu nhớ là ở chỗ xuống bùng á là có cái đường đi lên đai với dạ dạ chạy còn cái đường lên đai lại là cái đường chỗ nói chúng cái bùng dạ à. Cái đường nó khó đi hơn đi ra ngồi xuống thường khó đi hơn thì không biết nói đây rồi thì mấy cháu còn có cái làng quá khi nhận nhận cái đây để đi ngay có vấn đề. Dạ, thôi được rồi. Con ngồi nói chuyện với mẹ cho vui thôi. Đây rồi, tôi lúc nay cao gì cô nói chuyện của em bên nhà. Rồi cái cao mà có thể lấy cái kia, lâu 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 tới bữa là nó bơm đến chạy gì mà chứ. Rồi cao, xong cái cao có chạy dài chứ. Đúng rồi, có một cái chá ở đây là mới vui được. Thì chá đang đi lộn. Đi hạ nó đi hạ. Đi hạ cái gì đái mà. Về đây, đưa chú về đây em ơi. À. Ờ hắn về mẹ chứ nó đi cái chú cùng á. Tớ sống ở đây đây, đi ra cái luôn, để đồ nó. Nó để cho đi hạ. Chứ về đây em, nó bữa ở lại đây em, không có gì mẹ hắn em. Trừ mẹ có ở có mình đó. À, túi là có gì về, có về. À, túi có về. Nhưng không không khóa lại. Khóa cổng lại. Không có ai ở cái vui gì bụi lục nhờ cửa là cô tốt của con ấy chơi dành cho con cửa cũng bổ nam cho con ít nha nó là mẹ lo chị để tôi lo mẹ đừng gối chị trai mà phân trai để tôi rồi mình để mình đi để ta ở thì giữ mệt quá mà không được phải sao cái gì là á sao cái anh nói gì là anh gì là ông giờ hư cũng chưa về anh hư cái gì anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cũng năm mấy. Năm mấy. Quay lại là có nhà có từ cái luôn 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 á. Đầu yêu bác rồi, đầu nó bác là thằng đi biết mà bác ở đây, bác ở bác đi luôn nữa chứ nó bác chụp quanh mình. Chơi mình kiếm yêu tin đi gì mấy người ở ngoài chứ mày người dẫn đi kiếm chi người nói mình dẫn đi cầu ta là quánh đỏ rồi cũng là cái thuốc rồi mình bán nhận thấy điều con kia đưa qua nó dạy tới ăn mình mấy ông mình lắm đâu. Mà năm đi thọ là chín mấy rồi? Dạ... Tốn 19 quay rồi biết. Phải 9 chưa là thèm. À 9 nha. Còn xa 10, xa mấy rồi. Anh đó là con Út à? Đấy. Anh đó kêu Út à? Anh mà còn sống á. Con Út con... Cô đứa một. Ý là cái anh mà còn sống con mẹ ở Gia Lê á.
là công thứ